Nguyệt Thị Quỳnh, giáo viên trường tiểu học Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hôm nay cô và các em sẽ đến với môn toán lớp 3, bài toán giải bằng 2 phép tính tiếp theo. Vậy bây giờ cô mời các em cùng vào nội dung bài nhé. Cô mời các em theo dõi lên bảng, cô có bài toán. Một cửa hàng ngày thứ 7 bán được 6 xe đạp. Ngày chủ nhật bán được số xe đạp gấp đôi số xe đạp trên. Hỏi cả 2 ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu xe đạp? Cô và các em cùng đọc lại bài toán nào. Một cửa hàng ngày thứ 7 bán được 6 xe đạp. Ngày chủ nhật bán được số xe đạp gấp đôi số xe đạp trên. Hỏi cả 2 ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu xe đạp? Để các em nắm rõ được bài toán và hiểu được các số liệu trong bài toán, cô và các em sẽ đi vào tóm tắt bài toán. Đề bài cho chúng ta biết một cửa hàng ngày thứ 7 bán được 6 xe đạp. Vậy cô sẽ biểu thị 6 xe đạp bán được của ngày thứ 7 bằng một đoạn thẳng. Số xe đạp bán được ở ngày chủ nhật gấp đôi số xe đạp bán được ở ngày thứ 7. Vì vậy cô sẽ biểu thị số xe đạp của ngày chủ nhật sẽ là 2 phần như thế. Bài toán hỏi cả 2 ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu xe đạp? Để biết được cả 2 ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu xe đạp, các em cần tìm số xe đạp bán được ở ngày chủ nhật là bao nhiêu xe. Mà các em biết là ngày chủ nhật bán được số xe đạp gấp đôi số xe đạp trên, gấp đôi chính là gấp 2. Vậy để biết được cả 2 ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu xe đạp, cô và các em sẽ cùng nhau đi vào giải bài toán. Bài giải: số xe đạp bán trong ngày chủ nhật là 6 x 2 bằng 12 xe. Số xe đạp bán trong cả 2 ngày là 6 cộng 12 bằng 18 xe. Đáp số 18 xe đạp. Nhìn vào phần bài giải, các em có nhận xét gì? Đây là bài toán giải bằng 2 phép tính. Trong đó phép tính 1 có vận dụng kiến thức gấp một số lên nhiều lần. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi vào làm một số bài tập. Bài 1. Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km. Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện theo sơ đồ sau. Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu km? Bây giờ cô và các em sẽ phân tích bài toán. Bài toán cho các em biết là quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km. Đây là quãng đường từ nhà đến chợ huyện mà bài toán đã biểu thị. Tiếp theo là quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện. Đây là quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh. Các em cùng quan sát lại quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km. Nếu quãng đường từ nhà đến chợ huyện là 1 phần thì quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh sẽ bằng 3 phần như thế. Bài toán hỏi là quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu km? Các em đã biết quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km. Để biết được quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu km, các em cần tìm quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu km. Sau đó, các em chỉ việc đi tìm quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh thì sẽ ra được kết quả cho bài toán. Bây giờ cô các em sẽ cùng nhau đi vào giải bài toán. Bài giải: quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh là 5 x 3 bằng 15 km. Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh là 5 cộng 15 bằng 20 km. Đáp số 20 km. Như vậy, cô và các em đã tìm được quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài 20 km. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau sang bài số 2. Bài 2. Một thùng đựng 24 lít mật ong. Lấy ra 1 phần 3 số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong? Để các em nắm bắt được bài toán và giải được bài toán, cô và các em sẽ cùng nhau đi vào tóm tắt bài toán. Bài toán cho các em biết một thùng đựng 24 lít mật ong. Vậy cô sẽ thể hiện 24 lít mật ong này bằng một đoạn thẳng dài và biểu thị là 24 lít. Lấy ra 1 phần 3 số lít mật ong đó. Vậy
cô sẽ chia đoạn thẳng thể hiện 24 lít mật ong này thành 3 phần bằng nhau. Đây là số lít mật ong lấy ra. Đây là số lít mật ong còn lại trong thùng. Muốn biết được trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong, các em cần phải tìm được số lít mật ong được lấy ra. Sau đó các em sẽ đi tìm số lít mật ong còn lại trong thùng. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi vào giải bài toán. Bài giải. Để giải được bài toán này, các em vận dụng kiến thức của bài toán tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Đó là ta lấy số đó chia cho số phần. Số đó là 24, số phần là 3. Ta lấy 24 chia 3 sẽ ra được số lít mật ong được lấy ra. Vậy cô có lời giải như sau. Số lít mật ong đã lấy ra là 24 chia 3 bằng 8 lít. Số lít mật ong còn lại là, để tìm được số lít mật ong còn lại là, ta lấy tổng số lít mật ong là 24 trừ đi số lít mật ong đã lấy ra là 8. Ta có 24 trừ 8 bằng 16 lít. Đáp số 16 lít mật ong. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau sang bài số 3. Bài 3 yêu cầu các em điền số vào các ô trống. Các em quan sát vào hàng đầu tiên, ta có 5 gấp 3 lần. Vậy gấp các em làm phép tính gì? À, gấp các em làm phép tính nhân. Ta lấy 5 nhân 3 bằng 15. Các em điền số 15 vào ô trống thứ 2. Tiếp theo, 15 thêm 3. Thêm là ta phép tính gì nhỉ? À, thêm là ta phép tính cộng. Ta lấy 15 cộng 3 bằng 18. Ta viết số 18 vào ô trống thứ 3. Tương tự như hàng thứ nhất, 6 gấp 2 lần. Ta lấy 6 nhân 2 bằng 12. 12 bớt 2. Bớt, ta làm phép tính trừ. 12 trừ 2 bằng 10. 7 gấp 6 lần. Ta lấy 7 nhân 6 bằng 42. 42 bớt 6. Bớt 6 là trừ 6. Ta lấy 42 trừ 6 bằng 36. 56 giảm 7 lần. Đây là phép tính khác so với các phép tính ở bên trên. Giảm 7 lần là các em sẽ làm phép tính chia. 56 chia 7 bằng 8. 8 thêm 7. Thêm 7 là cộng 7. 8 cộng 7 bằng 15. Cô và các em vừa thực hiện xong bài tập điền số vào các ô trống. Các em cần ghi nhớ gấp các em làm phép tính nhân. Thêm là cộng, bớt là trừ, giảm là chia. Ngày hôm nay, cô cùng các em đã chia sẻ về các bước giải bài toán bằng hai phép tính có vận dụng kiến thức gấp một số lên nhiều lần và tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Các em hãy ghi nhớ để vận dụng kiến thức vào làm các bài tập. Hẹn gặp lại các em vào giờ học sau. Xin chào các em.